mọi người, hôm nay thì mình đã làm xong cái món cua rang muối kiểu Việt Nam nhá. Thì đây mọi người, đấy nhìn hấp dẫn. Thì mời mọi người hãy cùng ăn với mình. Mọi người, hôm nay mình lại làm món cua rang muối kiểu Việt Nam nhá. Cái cua này là cua đông đá các mọi người. Đấy, thì mình rang muối kiểu Việt Nam. Đây là hành tây này, tỏi này, gừng này. Thì mời mọi người vào hãy cùng vào bếp làm mình nhá. Rồi cái chảo đã nóng rồi, mình sẽ cho cua vào đây nhá. Cho cua vào đây mình chảo, thì cái này nó có đá này nè, nó ra. Vậy mình đã làm khoảng 15 phút thì nước nó đã cạn, cái đá nó ra nước đã cạn rồi nhé. Nó sệt tí nữa thì mình sẽ cho hành với gừng với tỏi vào nhé. Mọi người ơi, mình cho gừng vào trước nhé. Cho tỏi vào luôn nhé, để mình cho đường vào. Cháo mình cũng làm ngoài tiệm thì nó dễ hơn, nhà cái bếp nó không có nóng như vậy. Cho 3 thìa đường nhé. Cái này nó ngọt ngọt. Trộn nó lên. Bây giờ nó đã khô nước rồi nhé. Bây giờ mình sẽ cho thêm vào một tí dầu để cho mình đảo lên nó để nó vàng vàng đi rồi. Cho một chút xíu dầu rồi. Hành tây ở trước nhé. Thế mọi người, cái màu nó đã ra, nó ngã ra màu vàng rồi đó nhỉ. Thấy chưa? Đó, nó dậy lên luôn. Làm cái này thì nó hơi lâu một chút, nhưng mà ăn ngon lắm mọi người. Đảo khoảng 3 phút nữa xong.
Ok mọi người, mình đã làm xong món cua rang muối kiểu Việt Nam nhá. Thì đây mà. Đã chưa? Đấy. Mời mọi người hãy cùng ăn với mình nhá. Thì mình quên mình không cắt chanh, nhưng bây giờ mình sẽ bắt chanh vào nhá. Wow, quá đã luôn. Đấy. Nhìn này. Đấy. Giờ mình thử nhá. Ngon. Mặn mặn, ngọt ngọt. Không, mình vắt cái chanh nó lại chua chua lắm. Ngon lắm mọi người. Này mình ăn với cơm cũng được. Cái cua mềm lắm mọi người, nên là mình vẽ nó ra được này. Wow, đã chưa? Mình đập nó ra, nó ngấm mắm muối vào đây, mình không cần phải chấm nữa mọi người. À, cho em miếng giấy vào. Thì mình làm buổi chiều nên mình ăn với cơm, ăn cơm chiều luôn mọi người. Đấy, mình thích ăn cái cạnh này này mọi người này, ăn đúng. Các cái cua nó già với lại các cái cạnh gừng tỏi hành ấy, nói lại ngon. Mình đi chợ mình mua được mấy lon nước dừa mọi người. Mọi người nhìn này, ngon chưa? Đấy. Cái cua này thì nó mềm lắm mọi người. Bẻ dễ. Đấy. Cái tôm hùm thì cứng ơi là cứng. Đây mọi người, này, đá chưa? Đá. Nó đông đá mà nó phải tư lắm mọi người. Cái sốt này mình ăn với cơm á, ngon. Cái này nhậu cũng sướng. Món này cũng ít người làm lắm mọi người. Cái này mình học của bà chị mình á. Mọi người mời nước với mình nhá. Nước dừa mình đổ ra cái ly ấy, mọi người. Uống cho nó dễ, uống bằng lon nó hơi khó. Wow, cái nước này mình thích lắm mọi người. Bữa nay mình đi chợ nó bán bao nhiêu tiền một lon các bạn nhỉ? 98 sen 20.000 tiền Việt Nam một lon mọi người. Bán bằng mấy mà
uống nó giống như cái nước ở trong. Cua này thì nó rẻ hơn cái cua khuyên khắc. Mà làm cái kiểu này là lạ mọi người. Ăn ngon. Cái sốt nó lại hơi mặn mặn ngọt ngọt. Đã cho. Ăn này phải bốc. Bốc cơm luôn. Nên mọi người cứ càng á. Này. Cái càng bẻ nó cũng dễ nữa. Mọi người mày nước mình nhá. Nước ngon quá. Quá đã, quá đã. Hết sạch con bà bảy luôn. Đấy, nó dễ đấy. Cái tôm hùm mình để búa mình đập nó cũng không bể luôn. Cái này mình dùng bằng tay mình đập mình bóp cũng không ra mọi người. Đấy. Dạ. Không. Vắt cái chanh vào đó. Lại chua chua ngọt ngọt. Đấy. Mọi người à, cuối tuần năm mọi người mua cái cua ở ngoài chợ Winco hoặc là đâu đâu mấy cái tiệm nhà hàng á, nó bán về mọi người làm theo cái kiểu của mình này, với gia đình ăn đổi món chiên chiên hoặc là làm sáng muối thì nhiều dầu, cái này thì nó cũng ít dầu mọi người, mà nó ăn với cơm tốn cơm luôn. Thôi mọi người hãy cho mình tạm dừng video tại đây nhé. Một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video làm cua rang muối kiểu Việt Nam của mình nhé. Nếu mọi người thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy comment ở dưới video để mình có thêm động lực ra nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.